phấn khởi của nhân dân các học phòng cho là dân công kính nhân này. Ban tổ chức lễ hội đã được sự quan tâm của đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc và hội đồng bảo vệ các bảy phường nhân chính, dân ban, văn hóa, thông tin, giao thông, cán bộ nhân chính, công an phường nhân chính. Đại được sự chỉ đạo của chúng ta, của các lễ hội, các ban đại diện, các vị dân cư, 200 các ông bà, trong làng đã tiến cử các cháu cháu của mình là nam thanh nữ tú ra dự lễ hội. Cùng với sự giúp đỡ vô cùng to lớn của nhân dân học phòng, chúng ta cả người cũng cười và chung quả. Vì vậy mọi khó khăn đã vượt qua. Thay mặt các tổ chức lễ hội cũng như trên này, cảm ơn đảng ủy, hội đồng nhân dân và lãnh đạo của chính quyền. Trên giờ phút này mọi việc chuẩn bị đã lễ hội đã hoàn tất. Tôi thay mặt ban tổ chức xin tuyên bố lễ hội bắt đầu.
Thank you.
Thank you.